Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là video clip mà em làm về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đối với cái năm Mậu Tuất 2018. Em thì cái Nhâm Tý thì em đã làm cái tử vi của cả năm và cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Phải nói rằng người Nhâm Tý với cái chữ mẫu khắc nhâm thì năm nay làm ăn cũng không quá ngon lành, nó sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Với vận niên trư phùng hỏa thì do là người mệnh mộc gặp vận niên trư phùng hỏa, năm nay thì tuy là năm mộc nhưng mà can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, thì đầu năm đến giờ người Nhâm Tý cũng không ngon lành. Vừa mậu khắc nhâm về thiên can, vận niên thì gặp trư phùng hỏa, nam mạng thì sao Thổ Tú, nữ mạng sao Vân Hớn. Hai cái sao này là đều đem lại tai tiếng rối rắm, nạn tai, cũng không ngon lành gì. Rồi cả hai cái tuổi này đều mang hạn ngũ mộ, tức là cái hạn hao tài mất của. Như vậy thì rõ ràng là không có tốt đẹp. Có nhiều điều mà các anh các chị cảm thấy là bức bối, công việc thì không được, sức khỏe thì nó còn xáo xáo, người mình thì nó không tốt đẹp, đặc biệt là cả tháng 5 vừa rồi và bắt đầu cái tháng 6 này. Tại vì sao vậy? Tại vì như em đã nói từ hồi đầu năm, đó là hai cái tháng này giữa năm nó là cái hỏa nó vượng, cực vượng, mà hỏa vượng thì không tốt cho người mệnh mộc, nó hỏa nhiều quá thì nó sẽ chảy mẹ nó hết, có nhiều lúc chưa hết, cho nên là đặc biệt là khó chịu. Thì hy vọng rằng với cái 6 tháng cuối năm sẽ tốt đẹp hơn với người Nhâm Tý, công việc nó cũng thuận lợi hơn là tất cả các điều, chứ không mà cứ như 6 tháng đầu năm thì các anh các chị chắc mệt mỏi bây giờ là mình sẽ đi xét và xem coi nó như thế nào. Thì tháng đầu tiên của 6 tháng cuối năm là tháng 7 âm lịch, mà tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 thì nó là một cái tháng Canh Thân, thuộc một tháng mộc. Như vậy là xét về mệnh là các anh các chị cùng mộc gặp tháng mộc là đồng hàng, ổn mạng, sức khỏe không phải lo lắng. Trải qua hai cái tháng hỏa cực hỏa thì tới cái tháng mộc mình sẽ đỡ đần hơn. Thiên can canh nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là ngon lành canh nhâm về mặt tử vi không có xung khắc gì hết. Nạp âm ngũ hành của thiên can, chữ canh thì kim, nhưng mà chữ nhâm thì thủy, như vậy thì nó vẫn là thuộc cái nạp âm ngũ hành tương sinh của thiên can là kim sinh thủy, tốt đẹp, dễ sinh tài lộc. Địa chi thì tý với thân là thuộc cái nhóm tam hợp thân tý thìn, là cái dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy ngon lành trải qua hai cái tháng cực hỏa khó khăn nhiều điều, 6 tháng đầu năm thấy quốc kỳ vô cái tháng 7 thấy êm bộ là tiền tài ngon lành nè. Mộc đồng hàng thì bổn mạng sức khỏe tốt, các cái tinh quân tài tinh nó cũng được ngon lành. Thiên can thì về nạp âm của hành canh nhâm là tương sinh kim thủy. Địa chi thì được nhóm tam hợp, gia đạo hạnh thông, mọi điều sẽ tốt đẹp vui vẻ, ngon lành quá trời. Các anh và các chị luôn thì đều giống nhau, do cái sao chủ là Vân Hớn và Thổ Tú thì nó đều mang cái tính chất là rối rắm và nạn tai. Đặc biệt đó là với cái người mà nam mạng đó, đúng không? Sao Thổ Tú là thành thổ, các anh là mộc mà gặp cái sao Thổ Tú là tương khắc với mình, mộc khắc thổ cũng không ngon lành đâu. Các chị mạng sao Vân Hớn thì nó lại hành hỏa, các chị mệnh mộc đúc vô nhưng nó cháy hết nhiêu cũng không tốt đẹp gì, cho nên là thấy rõ ràng là không có tốt đẹp gì hết về bổn mạng và mọi thứ. Cho nên là hai cái sao chủ của các anh các chị là ngang nhau, gần như là cái vận hạn nó cũng sẽ như nhau, không có ai tốt hơn và ai xấu hơn đâu Rồi tháng tiếp theo là tháng Tân Dậu. Tháng Tân Dậu của là tháng 8 âm lịch đó của năm Mậu Tuất 2018 thì Tân Dậu thì thuộc mộc. Như vậy là mộc cũng tiếp tục đồng hàng về bổn mệnh, sức khỏe bổn mạng không có vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can tân với nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì ngon lành. Mà như đã nói, Tân Canh thì thuộc kim, Nhâm thì thuộc thủy, cho nên là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy, tốt đẹp, không có việc gì mà quá lớn lao, rõ ràng là ngon lành ha. Địa chi Dậu Tý là Tý Ngọ Mẹo Dậu là thuộc nhóm tứ hành xung, nhưng mà nên nhớ là Tý Ngọ Mẹo Dậu, Tý Dậu nó xa nhau, cho nên là cái sự xung khắc nó cũng không quá lớn lao. Có thể nói là nhiều người đó cũng bình thường thôi chứ cũng chả có phải là xung khắc gì nhiều, hiểu như mà đúng như vậy. Nhưng mà là do là cái căn mậu nó thuộc dương, mà cái căn mậu thì nó chỉ nhớ là chữ mậu nó khác nhau, cho nên là gặp cái tháng mà nó tương xung nằm trong tứ hành xung này thì nó cũng sẽ có một chút khó khăn, không có quá lớn lao đâu, nhưng có chút khó khăn cho các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những cái người mà từng là dưới trướng của mình, coi chừng họ phản trắc. Tuy nhiên đó là chữ dậu thì thuộc kim nha, thân dậu thuộc kim, tí thì thuộc thủy, cho nên là vẫn là thuộc vòng tương sinh kim sinh thủy, cho nên là cái sự tác hại của những cái mối quan hệ xã hội mà nó bị ấy hoặc là gia đạo nó bị trục trặc thì không quá lớn lao đối với các chị đâu, các anh các chị yên tâm. Chứ đừng nói là vô cái tháng mà xung khắc này mà gặp đều là mình là sao Thổ Tú và sao Vân Hớn thì nó sẽ có những cái điều mà rắc rối nặng nề, chứ mà không có đâu, nó cũng vừa thôi, nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của các chị ha. Rồi tiếp đến đó là tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018, tức là một tháng thủy. Như vậy mệnh thủy sinh mộc, như vậy là bản mệnh được tương sinh tháng sinh bản mệnh, mà khi bản mệnh mà được tương sinh thì các tinh quân phúc tinh tài tinh ha thì nó được cái hưởng lợi, mà phúc tinh tài tinh được hưởng lợi thì nó sẽ xoay chuyển phần nào cái sự xấu của cái sao chủ Vân Hớn và Thổ Tú của các anh các chị. Thiên can Nhâm thuộc đồng hàng chữ Nhâm, Nhâm Tuất với Nhâm Tý đồng hàng, có hàng can giống nhau, và Nhâm thì thuộc thủy, rất ok. Địa chi Tý Tuất không xung không hợp là trạng thái cân bằng về chủ. Như vậy thì tháng Nhâm Tuất đối với cái người mà Nhâm Tý là tháng tốt đẹp, thì sao chữ Nhâm của Thiên can được đồng hàng và mệnh thì được tương sinh, thủy sinh mộc thì rất tốt đẹp cho cái bổn mạng và các tài tinh, mà tài tinh hoành hành mạnh thì tiền tài dễ sinh. Địa chi không có quá gì xung khắc hết, không có xung khắc, không có tương hợp về mặt tử vi là một điều tốt đẹp. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của cái tháng này, tương sinh và bổn mệnh sẽ tạo ra tài lộc ở trong cái công việc của các anh các chị ha. Rồi tiếp đến là tháng 10, lại là một tháng 10 của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Quý Hợi, một tháng thủy tiếp tục. Như vậy mệnh thì cũng giống tháng 9, thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh rất là tốt, các tinh quân ha, tài tinh phúc tinh được hưởng lợi, và các bậc phá và bại tinh sẽ bị khống chế, sẽ có nhiều điều tích cực ở trong cái tháng này. Thiên can Quý với Nhâm là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Về mặt nạp âm ngũ hành thì như đã nói ha, Nhâm Quý thì thuộc thủy, như vậy thì rõ ràng là đồng hàng về nạp âm ngũ hành, tốt đẹp, công việc cũng không có việc gì là quá lớn lao. Địa chi Hợi và Tý thì tự chủ bình hòa, không hình xung nhau mà cũng không có tương hợp, và như đã nói là Tý và Hợi thì đều thuộc hành thủy hết, cho nên có thể nói là tháng này là thủy rất vượng, mà các anh các chị thì mệnh mộc nha. Ngoài cái mệnh của tháng là tháng Quý Hợi nó thuộc thủy, mà thủy nhiều, đại hải thủy mà tốt đẹp cho bản mệnh mộc của các anh các chị. Thì còn có thiên can thì cùng cái Nhâm Quý cũng thuộc thủy luôn, cũng tốt luôn. Quý Hợi thì thuộc thủy, Tý cũng thuộc thủy luôn. Như vậy là tháng 10 tuy nó không thuộc ngũ hợp, không thuộc lục hợp, nhưng rất dễ sinh tài lộc và những cái điều vui vẻ, thậm chí là gia đạo của các anh các chị sẽ đem đến nhiều niềm vui, con cái sẽ có cái gì đó làm cho các anh các chị vui vẻ. Đây là một điều rất là tốt đẹp ha. Tuy là nói là luận thì không thấy cái gì ngũ hợp, lục hợp hay là tam hợp để đem lại cái niềm vui, nhưng mà xét chung về nạp âm ngũ hành bên trong nó là nội tại, nó làm cho các anh các chị cảm thấy vui vẻ và có thể là có tiền tài. ha, rất là dễ xin tiền, cái điều đó là điều ngon lành ha. Rồi tiếp đến là tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng Giáp Tý, mà Giáp Tý thì thuộc kim, xét về mệnh thì kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng, cần cẩn trọng, dễ nguy nan, do kim nó khắc mộc. Như ngược lại như đã nói là mình tương sinh đó, thì các tinh quân phúc tinh tài tinh nó sẽ tốt đẹp, còn nếu như bị thương khắc thì ngược lại nó giống như lớp mây che đi cái phúc tinh của chúng ta, bài tinh của các anh các chị, và để cho phá và bài tinh nó hoàn thành. Cho nên là cẩn thận nhiều điều ở trong cái vấn đề này ha. Trong cái tháng này thì cẩn thận sức khỏe thôi vẫn là chưa đủ, bổn mạng của mình nó rất là dễ nguy nan, đặc biệt là năm nay căn mẫu thuộc dương, ngũ hành đồng hỏa, bổn mệnh của mình không tốt đẹp, gọi là bị sinh xuất. Rồi thiên can là giáp nhâm, không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về tử vi. Tuy nhiên cái chữ giáp, giáp ất thì thuộc mộc, mà nhâm quý thì thuộc thủy, cho nên là giáp xét về mặt nằm ở ngũ hành đó thì mộc sinh thủy, sinh mộc vẫn thuộc dòng tương sinh thủy mộc, tốt đẹp, có tiền tài, công việc cũng không quá ảnh hưởng. Dù rằng là gặp tháng các bản mệnh nhưng mà thiên can như thế này thì cũng không quá lo lắng về cái việc công việc đâu, nó có chút xíu khó khăn thôi nhưng mà vẫn nằm trong sự khống chế của các anh các chị. Với chữ nhâm, đặc biệt là nam mạng nhâm tý thì rất là hanh thông trong công việc, người ta gọi là nam nhâm nữ quý, và các anh nhấn chữ nhâm mà nhâm tý nữa thì thường là may mắn, chỉ có các chị là hơi thiếu may mắn thôi ha. Rồi địa chi, tý tý là tháng tuổi, cần cẩn trọng nhiều điều, rất là dễ dính thị phi, gây ra tốn tài ở trong cái tháng Giáp Tý này. Đó là những cái điều mà các anh các chị cần lưu ý trong cái tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tiếp tục là tháng 12 âm lịch, tháng chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu đối với năm Mậu Tuất 2018. Tháng Ất Sửu thì thuộc kim, như vậy thì bổn mệnh cũng giống tháng 11, đó là kim khắc mộc, tháng bổn mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, đặc biệt tháng này bổn mạng của các anh các chị rất dễ nguy nan. Với cái vận niên mà trư phùng hỏa thì đặc biệt là cần cẩn thận nhiều điều. Tháng này thì là tháng các anh các chị phải thường là di chuyển về những quê rồi này kia ở sau cái nửa cuối tháng cuối năm, thì các anh các chị cần cẩn thận, vì với cái bổn mạng mà bị tương khắc như vậy thì nó sẽ không tốt đẹp lắm đâu. Gặp tháng này nếu mà tháng năm nay thì lạnh thì không lạnh lắm nhưng mà sẽ rất là khắc nghiệt, thời tiết nó sẽ khó chịu thì rất là dễ bệnh hoạn ha, cho nên các anh các chị cần cẩn trọng. Thiên can nhâm ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Chữ ất này cũng giống như chữ giáp ở trên mà thuộc hành mộc ha, nhâm thì thuộc thủy cho nên là thủy sinh mộc. Đối với cái thiên can về nằm âm ngũ hành là tương sinh thủy mộc, điều tốt đẹp, công việc không phải là vấn đề đối với các anh các chị, dù các anh các chị là đứng sau Thổ Tú và sau Vân Hớn. Sửu với tý về mặt địa chi là thuộc nhóm lục hợp, đem lại nhiều may mắn không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc, đem sự cái niềm vui cho các anh các chị. Như đã nói thì người Việt Nam của chúng ta thì tháng Tết là tháng sum họp của gia đình, mọi điều anh thông về với ông bà, cho nên là gia đạo đem đến cái niềm vui đối với người của nhâm tý này thì không phải là chuyện gì quá lớn lao. Còn người nhâm tý mà nam mạng thì coi vấn đề của gia đình khá quan trọng, họ khi mà họ thành công thì họ luôn nương đỡ giúp đỡ cho những cái bà con em cháu theo mình, cho nên là cuối năm có thể là nhận được những cái gọi là quà biếu của những cái người đó, cho nên là tạo nên cái sự vui vẻ cho mình, rất là tốt đẹp ha. Như vậy thì tháng 11 và tháng 12 thì là hai tháng mà các anh các chị cần chú ý nhiều nhất về bổn mạng và sức khỏe của mình. Lý do là kim nó khắc mộc, đặc biệt là tháng 11 với cái chữ giáp và tháng tuổi nó sẽ không có ngon lành lắm đối với người tuổi nhâm tý. Luận chung hết thì đối với người tuổi Nhâm Tý 6 tháng cuối năm là những tháng có phần thiên can tốt đẹp. Thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến phần công việc, sự như vậy thì sẽ báo hiệu rằng 6 tháng cuối năm đối với người Nhâm Tý, cả nam lẫn nữ mạng thì đều có những cái thành công nhất định, có tiền tài nhưng không quá to lớn. Tuy nhiên là với sức khỏe thì các anh các chị cần phải chú ý vào 2 tháng cuối năm, tháng 11 tháng Giáp Tý và tháng 12 là tháng Ất Sửu. Còn lại thì tất cả các bộ mạng thì đều như em đã trình bày trên. Như vậy là em đã tổng hợp xong thông tin của cái vận hạn 6 tháng cuối năm mậu tuất 2018 đối với người tuổi Nhâm Tý, dù nam hay nữ mạng. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp ích được các anh các chị có được cái gọi là cương nhu trong làm ăn và bảo vệ bổn mệnh của mình một cách tốt nhất để mà đón chờ cái năm mới Kỷ Hợi với nhiều cái điều mà gọi là có thể nói là tích cực hơn đối với người phụ nữ. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác của tuổi Nhâm Tý được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai ở tuổi khác xem video thấy ok, thấy kênh của mình ok, xin nhớ bấm đăng ký kênh để đón chờ những video có thể là về vận hạn tuổi của mình hoặc tuổi của người thân mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.